một viên này. Ừ. Hai viên này. Ba viên này. Ui dồi ôi, cọ cả đống này cơ á. Thì bao giờ mới xong nhỉ? Này Trang ơi, cậu cọ móng tay à? Không phải cọ móng tay, tớ đang cọ đá đấy. Đá này, đá nhiều màu sắc chưa? Đá này để tớ thả vào bể cá đấy. Thả vào bể cá? Bể cá làm gì cơ? Đến Tết rồi, cho nên tớ sẽ ngồi cọ đá để tớ làm một cái bể cá mới qua. Nhà cậu có bể cá không mà hỏi? Đây này, cậu nhìn cái bể cá tớ mới tậu này, trông nó có to không? Nhìn trông đẹp không? Ui giời, nhà tớ còn có một cái bể cá to gấp 10 lần như bể cá của cậu cơ. To gấp 10 lần, chỉ được cái bốc phét là giỏi thôi. Cậu về, mang sau này cậu xem nào. A few moments later. Đây, thì cái bể này đã đủ to chưa? Ui giời ơi. Ui, cái bể còn to gần bằng cái bàn của tớ. Cái bể bé này của cậu á, chỉ kéo bằng 1/10 thôi. Cái bể này mà thả cá vào bên trong á, nó bơi mỏi chân luôn. Ghê, nhà cậu có con cá nào không? Cho tớ xin 1-2 con tớ bỏ vào đây với. Không, nhà tớ làm gì có cá đâu. Thế không có cá, cậu mang đá mới bể ra để làm gì? À không, tớ mang bể mấy cả đá ra để đánh trước, trang trí bể trước cậu ạ. Xong sau đó tớ sẽ ra đồng tớ bắt cá, tớ thả vào. Ra đồng bắt cá? Đúng rồi. Ở đồng có cá? Có. Thế thì tớ với cậu đi ra bắt đi. Nhím ơi, cậu có thấy gì đằng đấy không? Ở đây tớ phát hiện ra có một đàn vịt cậu ạ. Mình đang đi tìm cá để về thả bể cơ mà. Cậu tìm thấy vịt để làm cái gì? Cậu không biết con vịt nó ra đây để nó ăn cái gì à? Ừ. Nó ăn cái gì cơ? Nó ăn cá đấy. Cho nên là ở cái chỗ này sẽ có rất nhiều cá cậu ơi. Trang ơi. Cái gì vậy cậu? Cậu có nhìn thấy cái gì xanh xanh đây không? Cái này á? Đây là một cái bẫy cá đấy cậu ơi. Bẫy cá? Đúng rồi. Mình chỉ xuống mình nhấc lên xem có con cá nào không đi. Đây này. Mình nhấc cái này đi. Kiểu gì mà chẳng có. Đấy đây đây. Wow. Tớ nhìn thấy ở phía cuối cơ cậu ơi. Bên dưới có nhiều cá lắm. Tớ đã bảo là ở đây có nhiều cá mà này. Đâu. Cậu bỏ ra đi xem nào. Ồ, sao lại mắc kẹt một cái chai ở trong này cậu ơi? Không, cái chai này là để người ta cho cá thả. Nani? Wow, được một con cua này. Được một con cua, một con ốc và hai con cá cậu ơi. Mấy con ốc liền cơ. Tớ sẽ thả ở đây nhá. Bây giờ bắt được một con cá, một con cua với một con ốc. Thế cái chỗ này là của ai? Của tớ chứ còn của ai? Bởi vì tớ bắt nó lên mà lại. Ra lại của cậu. Tớ là người trợ giúp cậu mà, thì tớ cũng phải có phần chứ. Thôi được rồi, thế thì cho cậu con cá, tớ lấy con cua vậy. Bây giờ thế này nhá, tớ một cái vợt, cậu một cái vợt, hai đứa chia ra hai bên. Chỗ này chắc chắn là xung quanh đây có nhiều cá rồi đấy. Vừa nãy tớ thấy vịt ở đây nhiều lắm. Này thì cho cậu cái vợt này này. Cậu tay bé, dùng cái vợt bé này thôi. Được rồi, để tớ bắt ở bên này, cậu bắt ở bên ruộng kia nhá. Lúc nào có cá thì hô to lên nhá. Nhưng wow, ở đây trong quá nhỉ ơi. Nhìn thế này mới rõ được cá. Ở đây có con gì này? Không phải. Đây là cục đất. Thế mà cứ tưởng là con cá to. Bắt được một con nữa này. Ấy. Một con ốc cơ cậu ơi. Ốc này, thế nào cũng có cua có cá ở đây. À! Bắt được rồi nhá. Con gì màu vàng đây? Có cái đầu màu cam này. Người lại dẹt dẹt. Wow, một con cá các cậu ơi. Đúng thứ mình cần tìm. Mà tại sao ở đây lại có mỗi một con nhỉ? Đây, tôi sẽ dùng cái vợt này để tôi vớt bạn này lên nhá. Cá ơi, vào đây. Tớ cho cậu sang nhà mới chơi. Chứ ở ngoài đồng này vừa lạnh vừa bẩn. Ấy. Wow, bạn cá này, nhìn người đẹp chưa này? Nhìn như cái chim ý. Đây, tớ sẽ thả bạn vào trong này nhá. Chứ bắt cá là nghề của tớ rồi. Cá ơi. Chạy nhanh thế. Tớ vừa nhìn thấy một con cá cò. Đẹp cực luôn. Ở dưới đây có không nào? Không có gì. Vừa nhìn thấy cái con cá màu vàng vàng. Nó chạy đi đâu rồi mà nhanh thế nhỉ? À đây. Có
có con gì đây? Ồ, không phải. Cậu ăn được con nào chưa? Vừa tới nhìn thấy một con to lắm. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Con cá này nó đang trốn ở dưới cái đám cây này các bạn ơi. Nhìn thấy chưa? Cái đuôi nó màu đỏ đỏ này. Đấy, nào nào. Chui vào đây nào cá ơi. Đây, chui vào đây nào. Cậu bị mắc kẹt rồi. Chỗ này mai sau nước nó cạn đi là không bơi được nữa đâu. Đây. Wow, được một con cá đẹp chưa này. Mau, bỏ ngay vào chậu thôi. Đây này các cậu ơi, ra ngoài đồng mà muốn bắt được nhiều cá ấy, phải để ý ở dưới các cái hốc, gần các cái khu rơm rạ này này, nó sẽ có rất nhiều cá ấy. Đây, tớ vừa nói xong, còn có một con nữa này, các cậu nhìn thấy không? To chưa? Để tớ vớt lên xem nhé. À, bắt được rồi, một con ốc bươu. Đây là loài ốc bươu vàng, chuyên đi phá hoại mùa màng đấy các cậu ơi. Bình thường những con cá nó rất sợ những cái con vịt này, bởi vì vịt nó đến là nó sẽ tìm cá nó bắt. Thế nên cá chắc chắn là sẽ trốn ở đâu đấy. Trốn thì có thể ở trong hang. Ở đây có cái hang nào sâu không nhỉ? Hoặc là ở trốn ở mấy cái bụi cây này chẳng hạn. Có không? Cây này rậm rạp thế. À, tớ biết ngay yêu ạ. Đây này các cậu ơi. Wow, lại được một con cá nữa rồi. Trang ơi, tớ bắt được nhiều cá quá. Ở bên đây có nhiều cá lắm à. Đúng rồi. Nào cá ơi vào đây, nhanh không đàn vịt sắp tới bây giờ. Vào đây nào. Ui. Yeah, lại được một con nữa rồi. Đẹp chưa này. Ui, bạn nhím đã bắt được 2 con cá rồi. Trong khi đó, mình chỉ bắt được mỗi một con, mà lại một con bé tị tị ti. Ván này có khi thua bạn nhím rồi. Ở đây có con nào không nhỉ? Vừa nói xong, con này á, tớ còn bắt được con siêu to khổng lồ luôn. Và con này nó giống y hệt tớ, bởi vì nó có màu đen giống như cái áo của tớ. Đây này. Wow, mặt cá này đẹp thật luôn. Nhìn cái đuôi kìa, có 1, 2, 3 sọc luôn. Ấy, mà đang bơi này. Cá vàng ơi, không phải, đây phải cá vàng, mà là cá black. Cá ơi, bơi vào tay tớ nào. Ôi trà ơi, bắt được một bạn cá rồi. Wow, đẹp thật đấy, màu đen luôn. Nhìn này, tớ sẽ đem bạn về ngôi nhà mới nhá. Vào đây. Ui, thôi chết rồi. Cái thùng này của mình nó nhỏ quá rồi. Nhím ơi, mang cái âu của cậu sang đây. Tớ bắt được con cá siêu to khổng lồ luôn cậu ơi. Cái gì cơ, bên cậu cũng nhiều cá. Được rồi, thế thì chờ tớ, để tớ chạy sang. Đây, cho cậu để nhà đây nhá, tớ xem con cá cậu nào. Ê, to chưa? Ui, cá gì mà to thế? Cá black đấy cậu ơi. Đây còn màu đen cơ à? Đúng rồi. Đấy. Đấy, phải thả cái này nó mới vừa này. To hơn 2 con cá cậu nhiều. Nhím ơi. Cậu nói nhỏ thôi. Tớ nhìn thấy phía trước có cái con gì màu đỏ đỏ ấy. Con gì màu đỏ? Hay lại phải là con cá không nhỉ? Lại là cá vàng đấy. Đâu, chỗ nào? Đi nhẹ nhàng thôi. Con này phải dùng đến vật cậu ạ. Bởi vì nó đang ở dưới cái hố rất là sâu. À, đúng rồi. Một con cá đỏ cậu ơi, chứ không phải cá vàng đâu. Cá đỏ à? Wow, con này nhìn rất đẹp đấy cậu ơi. Giống như là cái con màu đen vừa nãy tớ bắt. Cái đuôi của nó giống lắm. Cậu thử bắt sao nào? Thật nhẹ nhàng thôi các bạn ơi. Bạn cá vàng này sẽ sợ đấy. Bơi vào rồi. Bắt được rồi nhá. Nhìn này, một bạn cá baby xinh chưa này. Bạn cá này mà thả bể thì hơi bị đẹp luôn đấy. Trên đầu bạn ấy nhìn này, trông như những cái màu ấy. Nhanh lên. Không, bạn ấy không có nước rồi, bạn ấy khó chịu đấy. Ôi, tôi sẽ để bạn vào trong Wow, thế là cũng được nhiều phết cá rồi đấy. Hay là mình mang về đi. Đi về, trang trí bể cá thôi cậu ơi. Đây, con đến ra, không nước đổ người bây giờ. Đây. Ui, một chậu nước vẫn chưa đủ các cậu ơi. Vẫn còn ít nước. Phải 2 chậu mới đủ cậu ơi. Chậu thứ hai này. Đây, xong mình phải thả mấy cái cây này vào này. Úi giời, trông như một rừng cây luôn.
trông như là ở dưới biển luôn. Cho ba cái cây vào để cá nào là muốn trốn nó sẽ trốn ở trong đây. Sau đó sẽ cho ít đá vào này, giải đá vào đấy, trông giống ở dưới biển luôn. Đá này là đá bao nhiêu màu sắc luôn này, một viên ở đây này, một viên ở đây thế này. Đá này mà lại đá bao nhiêu màu sắc đấy các cậu, đá cứ toàn thấy màu trắng trong như này mà có nhiều màu sắc. Trong như này thì nhìn xuyên qua nó mới đẹp chứ. Đấy. Wow, cô ở các hòn bi à cậu ơi? Đây là hòn bi ve hồi xưa tớ chơi đấy. Đây này, hòn bi ve này. Wow. Cho vào đây đẹp luôn. Nhìn như mắt mèo ấy. Wow. Được chưa, được chưa? Bây giờ để tớ thả cá vào nhá. Đây, bắt đầu thả mấy con cá của tớ vào này. Cá hơi bơi trong đây lại. Đấy chưa? Ui, đẹp thật đấy. Đây nữa này. Đây, còn cả con cá râu dài này nữa. Con cá râu dài này này. Đấy, ba con cá của tớ. Nước rồi đây. Chà. Cái bể cá của tớ á, chắc chắn sẽ đẹp hơn bể cá của bạn Dím nhiều lần luôn cho mà xem. Đấy, treo vào đây. Amazing. Bể cá hình mặt trăng nha. Xong bây giờ tớ sẽ trang trí các cái viên đá màu sắc này vào. Đá này mới gọi là đá nhiều màu sắc các bạn ơi. Đá phải có màu xanh, đỏ, tím, vàng như thế này này. Chứ ai như đá ở bạn Dím ý, chỉ mỗi một màu trắng không. Thả các viên đá vào đây. Rồi, chị cảm ơn em Cam nhá. Đấy, thả bên trong này. Em Cam giúp chị thả đi cho nhanh. Em Cam lấy cho chị cái cây rong biển nào. Đấy, từ đây, chị nhét vào đây. Cái này của cậu nó bé quá, có nhét được không? Nhét được sao, nhét được đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, nhét vào đây. Ui cha ơi. Đấy, đổ. Rồi, được hai món rồi. Tiếp tục cho cái tháp này vào để làm nhà cho các bạn cá các cậu ơi. Đây này, nó có một cánh cổng to đùng như này các bạn. Đêm đến các bạn cá sẽ chui vào trong này để ngủ nhá. Đấy. Ồ, không ổn rồi. Khoan, cái lỗ này nó nhỏ như thế này mà cái nhà nó to như vậy, làm sao để cho vào được nhỉ? Ui giời ơi, cậu mang cái lâu đài to như thế này mà đòi nhét vào cái bể. Này, nhìn này, cái lâu đài nó còn to hơn cả cái bể của cậu cơ mà. Làm sao mà nhét được? Thôi, cái này ấy, để cho tớ cho. Cái bể tớ to, tớ cho được cái lâu đài vào. Đấy, phải cho vào chỗ này này. Wow, vừa khít luôn. Thế là vừa cái bể của bạn Nhím mà lại không vừa cái bể của mình à? Đúng rồi. Thôi được rồi, tớ tặng cậu cái lâu đài ấy đấy. Bây giờ tớ sẽ thả cá vào nhá. Bạn cá vàng này, chưa ở đây nào. Một bạn cá này. Ấy, bạn ấy đang thích thú với ngôi nhà mới của mình đấy. Tiếp tục bạn cá thứ hai. Một bạn cá có tên là Black, màu đen các cậu ơi. Ô, không vừa các cậu ơi. Đầu thì vừa, nhưng mà người thì lại to quá, không chui qua được. Nhím ơi, cho tớ để nhờ bạn cá này với. Bể của tớ nhỏ quá, không cho bạn ấy vào được. Cho để nhờ á? Đây, cho để nhờ một lúc để lát nữa tớ sắm cái bể cá to hơn thì tớ sẽ thả bạn đi vào. Ây da, bể gì mà bé quá, cá còn không chui được vào thế mà cũng đòi. Những con cá này của tớ đều to hơn cái bể của cậu hết. Ui da, không cho được cá to thì mình lại cho cá nhỏ các cậu ơi. Đây, cái bạn cá người chim này này, dẹt dẹt nhỏ nhỏ như này, tớ sẽ thả bạn trong này nha. Leo xuống đi bạn cá ơi. Đây. Còn có cả bạn ốc này, thả bạn ốc vào trong này nhá. Đấy, các bạn ơi, nhìn bể cá của tớ này, đẹp chưa? Amazing. Cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên, lặn xuống, cá vàng múa tung tăng. Rồi, bây giờ đến lượt tiết mục chấm điểm, xem bể cá của ai đẹp hơn nhá. Ở đây Cam sẽ làm ban giám khảo. Cậu đặt xuống đây. Tớ đặt bể cá của tớ vào đây. Ủa em Cam đừng có lấy những cái viên bi đấy của ai. Nào, em Cam thử ngắm xem hai bể cá này, bể cá nào là bể cá đẹp hơn nào. Em Cam chắc là chả có mắt thẩm mỹ. Thế thì thôi, tớ bê bể này về cho tớ trang trí Tết đây.